Rất nhiều video trên kênh đã bị chặn, các bạn ghé qua kênh TikTok Phim 10 phút để theo dõi nhiều video khác nhé. Thạch Hạo đã gặp mặt Thạch Trung Thiền. Sau khi trò chuyện hàn huyên thì Thạch Trung Thiền cũng lấy ra bình rượu, dùng một hơi uống cạn, sau đó truyền cho cậu phù văn ma tôn chân huyết, có thể giúp rèn luyện thân thể, dần dần lột xác. Thạch Hạo nhanh chóng tu luyện, bản thân cậu vô cùng kính trọng người gia gia này. Ông ấy đi đến đây đã trải qua vô vàn khổ cực, bây giờ gặp nhau lại chỉ muốn truyền bí pháp cho mình. Thạch Hạo cũng lấy ra bảo thư mình đoạt được từ Long Ngầu, đưa cho ông xem thử. Vừa cầm vào bảo thư, Thạch Trung Thiên lập tức cảm nhận được sức mạnh lôi đình ẩn chứa áo nghĩ lôi đạo. Tuyệt đối không phải truyền thừa Long Ngao lù lại, thế là hai người cùng nhau nghiên cứu. Quá trình nghiên cứu không quá suôn sẻ, trong quá trình tham ngộ liên tục bị lôi điện giật cho suýt cháy người. Nhưng sau bao nhiêu vất vả thì cả hai đều có thành tựu. Thạch Hạo có thể tùy ý ngưng tụ lực lượng sấm sét thành vũ khí, giơ tay nhấc chân cũng điều khiển được lôi điện. Sức mạnh lôi điện hóa thành bốn thuộc tính: kim, mộc, thủy, hỏa, cho nên cậu gọi nó là đạo tứ tuyệt thiền. Phía Thạch Trung Thiên cũng có thành tựu, phía sau lưng ông xuất hiện một đôi cánh hai màu ẩn chứa sức mạnh lôi điện. Chỉ tiếc là tư chất có hạn nên không thể tham ngộ hết ý nghĩa. Thạch Hạo cũng cảm thấy như vậy, giống như chỉ thiếu một bước nữa là tới mức thông hiểu đạo lý rồi. Bây giờ tu luyện đã xong, hai người tiếp tục di chuyển. Bọn họ vừa đi được một đoạn thì khu truyền thừa đã mở ra, vô số người chạy tới tranh đoạt bảo vật. Bảo huyết nguyên thiên chí tôn cứ như vậy xuất hiện giữa ban ngày ban mặt, nhưng Thạch Trung Thiên lại không nóng lòng tiến vào tranh đoạt. Thạch Hạo nhắc nhở ông thay đổi diện mạo, thế là Thạch Trung Thiên lập tức biến cho thành bộ dạng tên thanh niên. Lúc này có một gã thanh niên đi tới, nhìn thấy bảo huyết, hắn ta lập tức thu lấy, sau đó tiến vào khu truyền thừa. Một tên khác cũng tiến vào, tưởng là lần này đổi đời rồi, nhưng ai ngờ truyền thừa chỉ là cái bẫy, hai thanh niên nhanh chóng bị giết chết. Những người xung quanh chứng kiến chuyện này cũng hiểu rõ nguyên nhân. Có người tìm được truyền thừa và chân huyết nhưng lại không tự mình đi lấy mà lại thông báo cho những người khác. Có khốt phù là có thể vào khu truyền thừa. Thạch Hạo và Thạch Trung Thiên lao tới định thu lấy nhưng vẫn chậm một bước. Tên thanh niên béo mập kia chính là kẻ đã tung ra tin tức. Hắn ta chỉ cần một khối cốt phù. Thạch Hạo và Thạch Trung Thiên nhanh chóng đi tới. Tên kia liền nhanh trí để miếng cốt phù còn lại cho hai người, sau đó nhanh chóng rời đi. Điều này cho thấy hắn ta vô cùng cẩn thận, không muốn phiền phức, bà sợ bị đánh lén nên chôn là thượng sách. Vừa mới thu cốt phù vào tay thì một tên thanh niên có cánh đã xuất hiện. Hắn chỉ trích và cho rằng hai người Thạch Hạo đặt bẫy hãm hại thiên kiêu của các phái, chỉ cần để lại cốt phù thì hắn sẽ tha cho hai người một mạng. Thạch Hạo và Thạch Trung Thiền thừa biết tên này đã ẩn núp ở đây sẵn, những lời bàn nãy chỉ là muốn đoạt cốt phù mà thôi. Tên kia tức giận ném ra một tấm pháp chỉ, bên trong ẩn chứa lực lượng sức mạnh. Thạch Hạo muốn kiểm chứng một chút thành tựu nên chủ động tiếp chiêu, cậu lấy ra lò luyện đan. Pháp lực của tên kia còn chưa kịp thể hiện thì đã bị lò luyện đan hút vào bên trong. Chứng kiến được điều này, tên kia hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng Thạch Hạo cũng có cánh, cậu nhanh chóng đuổi theo, buộc hắn ta phải quay lại phản công. Sau một vài chiêu giao thủ thì cậu cũng sử dụng tuyệt chiêu, lôi đạo tứ tuyệt thiền mới học được, giam cầm tên kia lại trong một vùng nước. Sau đó, cầm trường kích lao tới, đâm xuyên qua người hắn ta. Trận chiến tới đây kết thúc, cậu lại thu được thêm một khối cốt phủ nữa. Nhìn thấy hắn ta bị chém ra bên ngoài, các thế lực xung quanh lại càng thêm hoang mang. Lão tổ Bất Lão Sơn trấn an bọn họ không cần lo lắng cho con cháu của mình. Tần tộc hắn ở đây chắc chắn không dung tha cho tiểu tử kia làm bừa. Thạch Hạo và Thạch Trung Thiên chia nhau mỗi người một cái cốt phủ, nhưng còn chưa kịp để cho bọn họ tiến vào khu truyền thừa thì rắc rối lại đến. Một cánh cổng không gian mở ra, bước ra ngoài là một tên thanh niên gọi là Đế Trùng. Nguyệt Thiền cũng xuất hiện. Hắn ta đã nghe câu chuyện, cậu đoạt đi hộ giáp của Nguyệt Thiền. Bây giờ lại lấy trộm cốt phù, tội không thể tha. Thạch Hạo mỉa mai tên kia, chuyện giữa cậu và Nguyệt Thiền có thể tự thương lượng, cần gì phải tìm người ngoài xen vào. Nguyệt Thiền lập tức phủ nhận mình không quen biết gì với Thạch Hạo. Thế mà cậu lại ra vẻ thân cận, còn đoạt hộ giáp của mình. Tên kia không muốn nói nhiều lời với Thạch Hạo, cứ trực tiếp tấn công là được. Thạch Trung Thiên muốn tiến lên chiến đấu, thực lực tên này đã đạt tới tôn giả cảnh đại viên mãn, mà thực lực Thạch Hạo mới tiến vào tôn giả, cho nên ông muốn ứng chiến thay. Thạch Hạo đã cản lại, cậu muốn ông tin tưởng mình. Tên kia cầm theo trường kích lao tới tấn công, Thạch Hạo sử dụng lò luyện đan ngăn cản. Chỉ giao thủ qua một chiều, cậu đã cảm nhận được áp lực. Kẻ trước mắt này là địch thủ mạnh nhất đến nay mà cậu từng gặp, Đế Trùng cũng cảm thấy không thể khinh thường tiêu tử trước mặt được. Hắn ta vùng trường kích tấn công từ xa, Thạch Hạo liên tục tránh né. Thế là hắn lập tức chuyển sang đánh cận chiến. Thạch Hạo cũng sử dụng trường kích ngăn cản. Cả hai người liên tục ăn miếng trả miếng, giằng co một hồi lâu.
Dựa vào nhục thân mạnh mẽ, Thạch Hạo đã không bị rơi xuống thế yếu. Nhưng tên kia lại cho rằng thực lực vẫn là trên hết. Hắn ta tự tin với chênh lệch cảnh giới của mình có thể áp đảo được nam chính. Hai người lại nhanh chóng xông vào nhau. Lần này cậu chủ động tấn công nhưng vẫn không làm gì được Đế Trùng. Hắn ta sớm đã đoán được suy nghĩ của cậu và nhanh chóng phản công, tung ra một kích cực mạnh. Uy lực chiêu thức quá mạnh, tuy Thạch Hạo có thể đón đỡ nhưng cánh tay đã bị tê tái. Xem ra lần này gặp đối thủ khó chơi rồi. Đúng lúc căng thẳng thì tập phim đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé!